Rồi ok, trước mắt các bạn là một cái tiểu cảnh rất nhiều gốc tùng, phải nói là tuyệt vời. Rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời. 400 triệu. Rồi nếu mà ở dưới này nữa có ít nước nữa thì tuyệt vời đúng không? Đấy. Rất là đẹp. Lộng lẫy luôn. Tuyệt vời. Tác phẩm này định giá 400-500 triệu. Rồi đây là mặt sau của nó. Rêu à. Đẹp, tuyệt vời. 400 triệu. Không biết chủ nhân mua là ai bây giờ.